Xin chào tất cả bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thảo Dược Người Dao. Hôm nay Thảo Dược Người Dao xin chia sẻ cho các bác một vị thuốc trong cái bài thuốc điều trị bệnh xương khớp, cũng như là một vị thuốc trong cái bài thuốc tắm của đồng bào dân tộc Dao trên tôi. Vâng, đây chính là một cái vị thuốc nó rất là quan trọng trong cái bài thuốc tắm, cũng như là cái bài thuốc trị bệnh xương khớp. Thưa bác, đây chính là ghi cây thuốc mà tôi muốn giới thiệu trong cái clip ngày hôm nay. Vâng, có thể là nhiều bác đã rất quen thuộc với cây thuốc này, nhiều bác người địa phương ấy. Còn tôi chắc rằng là rất là nhiều người chưa biết đến cái cây thuốc này là cây thuốc gì. Vâng, cây này chính là cây cù tẻm hây, tiếng địa phương trên tôi gọi là cù tẻm hây các bác nhá. Vâng, còn tiếng phổ thông thì tôi không biết gọi cây này là cây gì. Vâng, cây này là một cái cây rất là tốt. Đây là cái cây mà tôi dâm cành. Vâng, đây, cây này mình có thể dâm cành lên được các bác nhé. Vâng, cây này thì nó có rất nhiều công dụng, điều trị bệnh xương khớp, bệnh dạ dày đấy, và một và những cái bệnh khác nữa. Chúng ta dùng kết hợp với lại nhiều loại cây để điều trị những cái trường hợp mà bị suy nhược cơ thể, vâng, bị bệnh thiếu máu. Vâng, cụ thể chi tiết nó như nào thì mời các bác nghe. Cái thứ nhất, những cái trường hợp mà sử dụng cây thuốc này, cái cây cù tẻm hây này, thì là những cái trường hợp mà bị suy nhược cơ thể, người mà bị gầy yếu ấy, người già mới ốm dậy thì chúng ta sử dụng cây này. Thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng để tắm. Thứ hai, sử dụng để sắc uống. Thứ ba, có thể nấu thành cao. Thứ tư, chúng ta có thể đun lấy cái nước của cây thuốc này, chúng ta để mà hầm với lại hầm gà này, để hầm chân giò, hầm thịt để cho người bệnh uống, người bệnh ăn. Vâng, những cái trường hợp thứ hai là chị em phụ nữ sau sinh ấy, thì không thể nào mà thiếu được cái cây thuốc này các bác nhé. Chị em phụ nữ sau sinh bị mất máu khá nhiều, sức khỏe còn chưa ổn định thì chúng ta, đây là một vị thuốc rất là quan trọng, kết hợp với lại một cái vị thuốc, cái cây, cái tên gọi là bằng đi nhau, với lại một vài những cây thuốc khác nữa để đun nước, để tắm và đun nước, lấy cái nước thuốc đấy chúng ta để hầm gà cho bà đẻ ăn, nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, chỉ khoảng một tuần là có thể đi lại bình thường, đấy, làm những cái công việc đồng áng rất là bình thường các bác nhá. Đây là những cái mà đồng bào dân tộc Dao đã gìn giữ từ đời này sang đời khác. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho bác biết cái cây này. Đây là một cái dạng cây dây leo. Vâng, gỗ của nó có màu hơi, cái thân dây đấy thì có màu hơi nâu. Vâng, còn cái cây này thì chúng tôi đã trồng được khoảng hơn 1 năm rồi, hơn gần 2 năm rồi thì nó mới được như này. Vâng, thưa bác, đây chính là cái cây cù tẻm hay lá của nó có 3 lá như này, chung một cái gốc như này các bác nhé. Và hôm nay có vẻ trời hơi tối, tôi muốn chia sẻ cái cây này cho các bác để các bác cùng biết. Còn một cái nữa, những cái trường hợp mà bị bệnh xương khớp, bị đau đầu gối, đau lưng thì chúng ta sử dụng cây này kết hợp với lại một vài những cái cây, cụ thể là cái cây bòn đì nhau này, cây thiên niên kiện này, dây đau xương này, đó là một số những cái cây điển hình mà tôi có trồng ở đây, với lại một cái cây mà cây đìa rán đấy. Cái đìa rán là cái cây mà ngày trước tôi có giới thiệu, một cái cây đấy là cây trị bệnh gan ấy. Đấy, các bác có thể xem lại những clip trước. Vâng, đấy là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến cho các bác về cây thuốc này. Hy vọng đây là cái thông tin hữu ích cho các bác biết thêm được một cây thuốc quý nữa của đồng bào người Dao, cũng như là ở trên vùng Tây Bắc này.
Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này. Nếu thấy clip này ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like, một chia sẻ và một số những cái dòng bình luận để tôi hoàn thiện hơn cho cái clip tiếp theo. Xin chào các bác.